Hello mọi người, nhất là các anh trai sinh năm 1973, tuổi Quý Sửu. Đây là video clip em làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cho các anh. Mong rằng nó là những cái thông tin bổ ích để các anh có thể ứng dụng vào cuộc sống của mình, để có một cái năm Mậu Tuất thành công tốt đẹp, làm ăn sinh ra lợi nhuận và gia đình ấm êm hạnh phúc. Nếu như các anh thấy hay và xem video thấy em trình bày đúng thì xin bấm like và chia sẻ để mọi người khác cùng cùng biết cái thông tin này. Đầu tiên hết á, thì em xét tổng quan của cái người này nó như thế này. Trong năm nay thì người này năm nay là mạng tang đố, người mạng của các anh là tang đố mộc, nạp Mậu Tuất là năm bình địa mộc, cho nên là cùng hàng mộc nó tốt ha. Sao của các anh năm nay là sao xấu, đó là sao La Hầu, và một cái sao có thể nói là ốm đau hao tốn. Hạn thì gọi là tam kheo, xây xác tay chân, nhưng mà ra máu này kia nhưng mà rất là nhẹ. Thiên can á, thì quý gặp mậu á, thì nó tương sinh, quên lộn, tương xung bất an. Địa chi sửu gặp tuất á, thì cùng hàng trung bình, không có chuyện gì xảy ra. Đã xét về tử vi thì mình phải nói về thiên tính của tuổi này để mình thấy được cái mối tương quan, coi như là người năm nay, người tuổi này nó cái thiên tính của họ có giúp họ nhiều hay không, hay là xấu đi. Thì đầu tiên hết là như đã nói ở trong các cái video mà tử vi chọn đời của các anh, thì các anh tuổi Quý Sửu phần lớn là không có tài ăn nói, hiểu không, ngoại giao, nhưng lại thu phục tình cảm của người đối diện bằng cái vẻ trầm tĩnh ít nói của mình. Các anh thì phù hợp với các ngành nghề nặng về chuyên môn, cần sự cần cù và chăm chỉ, nhất là các anh rất là kiên trì. Con trâu mệnh mộc cứ từ từ nhưng mà chậm và chắc, đó là cái bản tính, cái thiên tính của cái người tuổi trâu mệnh mộc. Gọi là tánh tình thì hiền lành, ít nói nhưng dễ hòa đồng và biết lo xa, nên không lâm vào hụt hẫng trong sự nghiệp. Các anh tuy siêng năng nhưng lại không may mắn lắm đâu. Trong từ cái giai đoạn tiền bận đến nay thì không gặp may mắn, lận đận, lại đa phần là cực thân, dễ bị lôi cuốn bởi cái môi trường sinh hoạt, hoàn cảnh cũng rất là giỏi xoay sở, nhưng mà vì thích sự an toàn, tiến thân chậm mà chắc, nên là không có làm chuyện lớn được, ít có thể nào làm chuyện lớn. Tại vì muốn làm chuyện lớn thì người phải có tính mạo hiểm một tí xíu. Các anh này tuổi này thì thường là một người rất là toan tính, rất là thụ động, cái gì đó phải là chắc cú lắm. Mà chờ chắc cú thì người ta làm mất tiêu rồi. Rồi nếu mà chuyên nhất trong công việc, tức là chọn một cái ngành nghề nhất định á, thì chắc là dễ thành công trong sự nghiệp ha, từ đó mà tiến thân hơn là bắt chỗ này bỏ chỗ kia ha. Các anh thường là người trực tính, chỉ thích làm việc chắc ăn, không ưa mạo hiểm phiêu lưu, như trên đã nói rồi. Mặc dù có tài lộc thì các anh không có thiếu đâu, vì các anh là tuổi trâu mà, chịu làm cực thân nhưng mà không thiếu tài lộc, nhưng khá vất vả vì công việc mà thay đổi, thời thế thay đổi á, cho nên mà tình cảm của các anh nó cũng trở nên rối rắm, khó an tâm. Các anh mà gặp mà trục trặc ở trong công việc, đó là các anh hay đem cái sự hàng học đó về nhà lắm. Người tuổi trâu hơi cọc tính, không có biết lãng mạn đâu, cho nên là hay làm rối rắm trong gia đình. Tuổi Quý Sửu á, mà nói đúng ra thì cũng có một cái số tuổi, có những tháng sẽ làm cho họ có cái số một phần tốt hơn, đó là tuổi Quý Sửu mà nếu mà sinh vào ban ngày của những cái ngày mùa xuân á, hay nhất là những ngày đầu xuân á, thì được hưởng đầy đủ phúc lộc, công danh sự nghiệp á, thì nó dễ thành. Nếu nghịch sanh á, thì đa phần là chịu nhiều gian khổ, nhất là thời niên thiếu, phải vào cuối đại vận 10 năm mới khá giả, con cái đông vui. Đại vận 10 năm thì các anh đang trong đại vận 10 năm, thường thì từ 43 tới 54, có tuổi thì đại vận sẽ tớm hơn là 42 tới 53 ha, tùy vào cái tuổi. Thì chúng ta lát nữa sẽ xét xem là cái đại vận nó nằm ở chỗ nào ha. Về sự nghiệp và công danh của cái năm Mậu Tuất 2018 thì nó như thế này. Năm Mậu Tuất 2018 các anh gặp sao La Hầu chiếu mạng, công việc thì sẽ gặp nhiều rối rắm,
giấy về giấy tờ này, nhiều lo âu phiền muộn và dễ sinh bệnh nặng. Sau La Hầu thì là thuộc hành thủy, các anh thì là mệnh mộc, cho nên nó là được tương sinh, cho nên là nó nhờ cái sự tương sinh đó thì cái sao La Hầu nó ảnh hưởng trên các anh không nhiều như những người khác. Nếu như mà sao La Hầu này mà dính trên mấy anh mà bệnh hỏa là mệt liền luôn á, nhưng mà các anh là do là các mệnh mộc thì thủy nó sinh mộc, cho nên là nó sẽ không có nhiều cái trở ngại. Hạn của các anh là hạn tam kheo, tương đối nhẹ nhàng nhưng cũng nên cẩn thận phòng tránh thương tích tay chân hoặc là té xe trầy trụa ha. Về tứ trụ thì năm Mậu Tuất 2018 thì với các anh là có thiên hư và địa hòa, như vậy thì công việc có những rối rắm trở ngại, dễ bị hao tổn tài lộc, công sức và mưu sự hay gặp cản trở phá hoại. Gia đạo tình cảm thì tương đối bình an, cuộc sống không có gì thay đổi lớn vì đang nằm trong đại vận. Rồi đó là về tứ trụ. Về vận niên thì vận niên của các anh là Cẩu cuồng phong, thì như vậy thì nó sẽ bất lợi trong sinh hoạt. Vận niên của các anh năm nay là Cẩu cuồng phong cho nên là bất lợi trong sinh hoạt, thường gặp nhiều điều mà trái ý nghịch lòng, là dễ sinh phát sinh nóng nảy nè. Mà khi mà các anh mà tuổi này mà nóng lên thì thường là hay quyết định không sáng suốt, gây thiệt hại cho uy tín lẫn tài lộc. Cho nên là các anh năm nay nếu như gặp chuyện gì không ấy thì phải cần bình tĩnh giữ tâm để mình suy xét mọi điều, chứ nếu không là người ta biết điểm yếu của mình, họ kích vô mình là mình bị hút theo là mình sẽ chết, mình sẽ gặp nhiều cái phiền toái ha, hao tài tốn của. Như vậy là phối hợp các yếu tố trên đối với năm Mậu Tuất này thì đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can Mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái chỉ ha, cho nên là hỏa nó sẽ bị nhiều. Năm nay là hỏa nó tương đối là rực rỡ. Đối với các anh mà mạng mộc thì bị sinh xúc, mộc sinh hỏa mà hỏa nhiều quá thì đốt bao nhiêu củi vô nó cũng cháy, đốt bao nhiêu cây cũng cháy, các anh mạng mộc mà cho nó sẽ là như vậy thì nó bị sinh xúc là không được thuận lợi. Công việc làm ăn chỉ có thể thu lại được lợi nhỏ thôi, không đương nổi cái lợi lớn. Vào khoảng giữa năm sẽ có hai tháng liên tiếp là tháng Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi, tức là tháng 5, tháng 6 đó, là hỏa rất là vượng, từ hai tháng đó hai tháng hỏa, nên cẩn thận mọi mặt từ công danh tài lộc cho đến sức khỏe. Sao chiếu mạng thì bất an, vận thế thì cũng nghịch chiều, công việc làm ăn thì khó tránh khỏi khó khăn, nếu không cẩn thận còn có thể sinh tranh chấp đôi co liên quan đến pháp luật. Coi chừng nha, đừng có đưa vai mà gánh chuyện của người khác. Coi chừng. Vận niên Cẩu cuồng phong thì cái môi trường sinh hoạt làm việc thì nó sẽ không được thoải mái, lúc nào cũng cảm thấy bực bội. Cẩu cuồng phong mà cho liên mà, đúng không? Cho nên là coi chừng, dễ nóng giận, quyết định sẽ dễ ra vội vàng, dẫn đến thiệt hại nhiều hơn là có lợi. Có thể nói đây là năm có nhiều sóng gió với các anh, cho nên là các anh cần bình tĩnh trước mọi tình huống đối nghịch mới có thể an toàn sự nghiệp. Một năm tương đối khó khăn của các anh trai. Đó là xét về mặt ngũ hành. Thế như vậy thì xét về mặt tử vi thì năm 2018 Mậu Tuất là các anh có tiểu vận đi vào vượng địa. Khi đi có đi vào mà về tử vi vượng địa thì có lợi cho danh lộc, lộc phúc thọ. Đồng thời còn có khả năng là hóa giải những cái sự chẳng lành do cái sao mệnh của mình nó gây ra, những cái hại vận hạn xấu nó gây ra. Đại vận 10 năm từ 43 đến 52 tuổi có đồng lương vượng, nhưng cũng có sát phá tham, cho nên là dĩ nhiên đó là như vậy thì như sao may rủi nó đang xen với nhau, có rủi có may nhiều thứ lắm. Nhưng mà đây như đã nói ở trên là các anh mà vào cuối đại vận thì mới phát triển, mà đây thì mới là giai đoạn đầu của đại vận 10 năm, nên công danh sự nghiệp có cơ hội phát triển. Tuy nhiên phải giữ tâm ý thiện thì danh lộc nó mới bền. Mình mới đầu thôi, nhưng mình chưa, các anh là nếu mà theo tử vi phong thủy mà em xét đó thì là vào khoảng cuối cái đại vận, vào khoảng 3 năm cuối của đại vận đó, thì các anh sẽ phát rất là nhanh.
Rồi đó là năm 2018 này á là tiểu vận khá tốt, lại được ảnh hưởng tốt của đại vận, tức là mình trong đang đại vận và đang trong những năm mà phát triển nhất về sự nghiệp, công việc làm ăn dù gặp khó khăn nhưng cuối cùng cũng có phần thắng lợi, nhưng mà không có lớn đâu nha. À, năm nay tuy vậy nhưng mà cũng có lợi. Hạn thì có tăng môn mộc dục, cho nên là công việc á, không nên thay đổi. À, có muốn thay đổi thì các anh cũng không có ý chí, cho nên là bỏ dở nửa chừng. Và tâm tư tình cảm á, thường u sầu, thiếu phấn đấu. Công việc đang nhàm chán làm cho mấy anh thiếu phấn đấu ha. Nó lặp đi lặp lại của anh các anh nhiều năm rồi. Các anh thích cái sự đó gì đó bền vững, cho nên các anh hay làm một cái việc gì đó khá lâu. Và đây là những cái năm mà các cảm thấy sự nhàm chán của công việc, nhưng mà các anh đừng nên thay đổi ha. Tuy nhiên nhờ có khôi nè, việc thiên phúc thiên quan, đây là những cái phúc tinh, cho nên là nó có thể chế giải được cái bệnh nạn và những cái chống phá tranh chấp lôi thôi, tạo cơ hội để công danh tài lộc thăng tiến một phần. Tức là có những cái sao này thì tuy là nó có những cái việc xấu ở trên tan môn mộc dục đó, nhưng mà cái những cái sao này nó sẽ chế hóa được và nó cũng có giúp chúng ta, giúp các anh kiếm được tài lộc, nhưng mà chỉ một phần thôi. Nhờ có long phượng giải và triệt hộ chiếu sẽ càng tăng khả năng hóa giải một phần cái chướng ngại, từ đó tạo điều kiện tốt để tiến lên. Tuy nhiên với mã đà thai hộ chiếu, công việc sẽ có thay đổi hoặc bùn ba, không cái vị trí mình không thay đổi thì sẽ phải di chuyển xa. Chỉ nên thuận theo thời mà ứng xử, đừng khởi tâm chống phá mà gặp bất lợi. Ngoài ra năm 2018 á, các anh có quyền, có lực, có ấn, có tướng, toàn có những cái sao mà cái tinh quân mà tốt không ha, về cái chuyện mà phát triển về cái công việc, phát triển về cái công danh. Nếu như các anh đang làm mà ở trong nhà nước hoặc là ở trong quân đội, công an thì đây là những cái sao rất là tốt. Nhưng do lại bị có tuần triệt nó án nữ, có những cái sao đó nhưng mà có tuần triệt. Khi mà có những cái sao có tuần và triệt nó đi ở trong một cái cung mệnh thì nó sẽ chế hóa tất cả các sao xấu, thì nó sẽ chế hóa thành còn 50% cái sự xấu, nhưng cái sao tốt nó cũng chế hóa luôn. Có tuần triệt thì nó sẽ triệt tiêu rất là nhiều cái sự tốt của những cái sao này. Nên khó có cơ hội thi thố khả năng, tức là bị tuần triệt á, là thậm chí còn bị cấp trên đè nén chèn ép. Ngoài ra còn có thể gặp rắc rối tai nạn, cho nên là cẩn thận ha. Có tuần triệt tuy là có nhiều cái sao tốt đó, tinh quân tốt, nhưng mà lại bị tuần triệt nó chế hóa đi, cái đó là một điều rất là đáng tiếc. Tiền bạc á, là nằm trong quân tài vận á, tuy là với những tinh quân này á thì nó dễ tạo, nhưng với cái lộc tồn nó bị tuần án lên trên á, là tiền tài không thể thu về như toan tính, e rằng còn bị tiêu hao. Nhập hạn á, thì rất là may cho các anh á, thì có tướng linh cách rất tác dụng trong lúc mà thời vận mình yếu kém. Tướng linh cách là gì? Có long hổ phượng cái, nó nằm trong cả nhập hạn của mình, chung trong ở hạn sẽ được cứu giải nạn tai hiểm nguy. Có hiểm họa thì những có tướng linh hóa cách này chúng ta sẽ có lại, trong họa thì có kiếp, trong cái chuyện gọi là trong có chuyện xấu thì vẫn có chuyện tốt để chúng ta vượt qua. Cái đó là điều rất là tốt cho cái năm mà có cái sao hạn nó không được mong muốn như các anh như năm nay ha. Sao La Hầu, một cái sao mà gọi là xấu nhất của các anh nam đó. Rồi năm nay cung mệnh có nhiều phúc tinh hội nhập đó, như đã trên đó, là với là thiên đức phúc đức nè, nếu tiếp tục mà giữ lòng hướng thiện trung chính thì cái sự hướng thiện trung chính này sẽ giúp các anh vượt qua khó khăn nguy khốn trong cuộc sống, sẽ gặp nhiều hay đẹp, chuyển xấu thành tốt. Nhìn chung các mặt á, mà về tử vi á, năm nay sao chiếu mạng nè vận niên không tốt, cuộc sống có nhiều việc không may, công việc làm ăn cũng có nhiều phiền muộn lo lắng. Nhờ tử vi đi vào vượng địa nè, và cung mệnh có nhiều cái phúc tinh, rất là nhiều phúc tinh, có thể gặp xấu hóa lành ha, có người giúp đỡ vượt qua khó khăn. Tuy nhiên đây vẫn là năm thời thế không thuận,
các anh cần cố gắng giữ tâm ý mà mình có cái điều thiện ha, đi chùa tích đức làm việc thiện, thì cái sự phúc đức đó nó sẽ giúp cho sự nghiệp vẫn vững vàng. Đây là một năm đối với các anh là trung bình, dù rằng đó là các anh đang gặp cái sao La Hầu ở trên mệnh của mình, nhưng mà các anh là mệnh mộc thì cái sự phát huy của sao La Hầu nó không đáng kể. Cộng với lại các anh ngoài cái sao La Hầu ra, các anh có rất nhiều cái phúc tinh tốt nằm ở trong cung mệnh của mình, đó là một điều hoàn toàn thuận lợi cho các anh. Còn đối với tình cảm và gia đạo của năm 2018 này á, thì công việc làm ăn nó xảy ra những khó khăn, nhưng là đây là năm gia đạo vẫn được an hòa với vượng tướng thai và hóa lộc đường phù, thì gia đình sẽ có cưới gả hoặc là thêm thành viên mới, cháu chắc gì đó, nhà cửa thì có thể là sẽ được khởi tạo một cái mới, hoặc là đất đai. Đó là một điều, dù là sao La Hầu nhưng mà mình có những cái sao tinh quân tốt rất là ảnh hưởng, chứ không phải là cái sao La Hầu cái là mình tới là có một cái sao bự xấu, nhưng mà bên trong mình có quá nhiều cái sao tốt thì cái sao xấu nó cũng chả làm gì được mình cả. Cái đó là về tử vi, cho nên là nhiều người cái trời xong rồi sao La Hầu sợ sạch đủ điều ha, các anh cũng không có nhất thiết là như vậy. Rồi các anh á, vốn là người hiền lành nhưng lại cục tính, năm nay là vận niên là cẩu cuồng phong, cho nên là dễ sinh nóng nảy, vợ con buồn lòng bất mãn ngấm ngầm, cho nên là không khí gia đình thiếu phần êm ấm. Cho nên là các anh năm nay mà mình biết cái vận hạn vận niên của mình là không tốt, dễ nổi nóng, thì chịu khó chế hóa mình một tí xíu ha. Thôi kệ, về chửi vợ lúc trước chửi xả láng, giờ đây mình ráng mình chế hóa mình chửi 50% thôi ha. Chứ các anh này thì thương vợ thương con nhưng mà cọc tính lắm, vì không phải là ông nhảy đông đỏng liền ha. Quan hệ bạn bè thì nên cẩn thận, nhất là đối với những người nhỏ tuổi và cấp dưới ha. Các anh đề phòng dễ bị phản bội lừa gạt, cho nên ha, cung mệnh cũng có những phá tinh nên cẩn thận trọng trong cái giao tế, nhất là với phái nữ, để tránh tai tiếng, tránh hiểu lầm gây bất ổn trong gia đạo. Năm nay là dễ sinh chuyện lộn xộn nên cho nên là chỉ nghe thôi, được có tham gia vô cái chuyện gì của người khác, dây dưa chuyện người khác, nhất là những cái người mà cấp trên của mình ha, họ đã năm nay là họ đã ý đè mình rồi, cho nên là cẩn thận sẽ tránh được cái bực tức phiền muộn. Đối với các anh mà độc thân á, chưa lập gia đình á, thì có hồng đào nè, hồng đào hỷ quy tụ sẽ có tình cảm vấn vương, tuy vậy nên cẩn trọng không lại gặp nhiều rắc rối ha, nhất là những cái chị mà có tình cảm gia đình rồi ha, các anh mà đưa vướng vô là coi chừng nha. Nếu đã có người yêu, tình cảm sẽ nồng nàn hơn. Muốn lập gia đình thì năm nay là năm không có kiêng kỵ gì cả, cho nên là có thể gom một bà vợ chung được ha, đó là quá tốt. Còn về mặt sức khỏe thì năm nay sao hạn vận niên đều không tốt hết, sức khỏe thì thất thường, tinh thần chủ yếu là bất an, dễ mắc các chứng về bao tử, đau đầu, và đặc biệt là cẩn thận tai nạn vì năm cẩu cuồng phong. Lái xe thì nên cẩn trọng ha, nói chung là năm nay thì đề phòng vẫn là hơn, không phải là vì cái sao La Hầu mà do là cái vận niên và cái hạn của mình, cái hạn của năm, cái hạn tam khêu, cho nên là cẩn thận. Trên đây là tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh, sinh năm 1973 Quý Sửu, thì em thì có làm thêm luôn cả vận hạn 6 tháng đầu năm 2018 cho các anh, để các anh có biết cương nhu như thế nào trong làm ăn, để cho mà sinh tài lộc nhiều hơn. Tự nhiên như đã nói ở trên, các anh cũng biết rồi, là ở giữa năm vào khoảng 5 tháng 6 là năm đó hỏa rất là nhiều, mà mình là mèo mặn mọc nữa, cho nên là xét coi thử coi là tháng nào nên cương và tháng nào nên nhu, và nhu cái gì mà tại sao nhu, và cương là tại sao cương, chứ không là các anh cương các anh đi bác sĩ cường, tội nghiệp các anh ha. Thì đầu tiên hết của năm 2018 Mậu Tuất là chúng ta có tháng giêng là tháng Giáp Dần, tháng này là tháng Thủy. Các anh là mệnh mộc, gọi là thủy sinh mộc, gọi là tương sinh, thì mà mệnh mà tinh sinh thì bổ mạng tốt, sức khỏe tốt, rất tốt. Thiên can quý giáp thì nó không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, ok được. Địa chi Sửu với Dần thì đó là tự chủ hòa bình, không hình hại, không xung khắc gì, nhưng mà tương đối nó cũng không tương hợp. Như vậy thì
đối với tháng giêng của chúng ta thì chúng ta ngoài cái việc mà bản mệnh của chúng ta bị tương sinh, mà như đã nói ở những cái video trước thì bản mệnh của chúng ta tương sinh thì chúng ta sẽ kéo theo cái sao hạn, sao tốt, nó các tinh quân tốt nó sẽ sáng lên nhiều hơn nữa và nó sẽ giúp chúng ta tốt hơn. Đồng thời cái những cái tinh quân xấu nó bị đen thì nó sẽ sáng lên, thì ngược lại thì mình sẽ cái tinh quân mình sáng lên, kéo nó sáng lên luôn thì nó sẽ khắc chế cái điều xấu. Đó là một cái lợi điểm. Thiên can và địa chi thì chúng ta không hình không hại gì nhau hết, cho nên là công việc nó cũng tương đối. Các anh dù đang ở trong năm 2017, các anh là tỵ dậu sửu là tam hợp, năm nay năm hỏa, các anh bị tương sinh đi nữa, nhưng các anh làm ra tiền các anh không giữ được tiền, chứ không phải là các anh năm nay gặp khó khăn ha. Cho nên là nó đem cái này qua cả cái đầu năm bên kia thì chúng ta sẽ có thêm những cái lợi điểm và có những lợi thế rất là tốt. Em cho rằng đó là tháng giêng của năm Mậu Tuất đối với các anh là một tháng tốt, tại vì nó tương sinh bản mệnh, thiên can địa chi không hợp không hành gì hết. Vậy thì chúng ta tiếp tục xét coi tháng thứ hai. Tháng thứ hai là tháng Ất Mão, tháng Thủy luôn, thì cũng như ở trên thì Thủy sinh mộc và tương sinh tốt cho bổn mạng sức khỏe an toàn. Thiên can quý Ất, chữ quý là chữ Ất, Ất Mão thì quý sửu Ất Mão cũng không có gì hết, Ất quý thì không xung không hợp, chẳng lấy bình thường. Sửu với Mão thì cũng vậy, tự chủ hòa bình cũng không có gì xảy ra. Như vậy là tháng 2 này với tháng 1 và tháng 2 của chúng ta là hai tháng tương sinh và bản mệnh tốt. Địa thiên can và địa chi cũng như vậy, cũng không có hình hại, không có việc gì xảy ra hết, cho nên là chúng ta nói là hai tháng này chúng ta gọi là bình thường, không có chuyện gì xảy đến, sức khỏe tốt, sẽ bổn mạng tốt này. Ok, đối với các anh là khởi đầu của một cái năm trung bình mà như vậy là ngon lành. Tới tháng thứ ba thì là tháng Bính Thìn, tháng này là tháng thổ. Mệnh đó là mộc khắc thổ, bản mệnh của chúng ta khắc tháng, cho nên là sẽ có những rắc rối, cũng có bệnh gì nữa thì cũng nhẹ, vài viên thuốc là hết, không có gì xảy ra, xây xác thì cũng nhẹ thôi. Thiên can quý Bính thì không xung không hợp, tự chủ hòa bình. Thìn với sửu nó vẫn nằm trong là tháng xung, tứ hành xung, nhưng mà nó không có lực xung là thìn túc. Thìn với túc là túc với sửu là mới là lục xung, thì cho nên là gọi là bị hình nhau thôi. Như vậy thì tháng này chúng ta ngoài cái việc mà bị tương khắc về mệnh là chúng ta mặc khắc thổ, thì chúng ta còn có cái chuyện địa chi bị thuộc trong nhóm tứ hành xung và là gọi là tháng xung, cho nên là nó sẽ có những cái rắc rối khó khăn riêng. Bản mệnh thì bị tương khắc thì cho nên là sẽ có gặp khó khăn bệnh hoạn, nhưng cũng tương đối nhẹ. Địa chi thì nó ảnh hưởng nhiều đến gia đạo, đến cuộc sống, đến những cái mối quan hệ trong xã hội và trong gia đình, cho nên là các anh cẩn thận, nó vẫn tốt hơn, nhưng mà em nghĩ rằng nó sẽ nhẹ thôi. Thiên can thì chủ yếu về công việc, về các mối giao tới, về công việc này kia thì thiên can không hình không hại gì cả, thì cũng là một cái tháng cũng không quá nặng nề với các anh, nhẹ nhàng ha. Rồi đến tiếp theo là tháng tư, tháng này là tháng đinh tỵ, tháng tư âm lịch là tháng đinh tỵ, cũng là một tháng thổ, bản mệnh cũng vậy, bản mệnh là tương khắc mộc khắc thổ, không tốt lắm. Thiên can quý đinh, tương khắc, chữ quý nó khắc đinh, chữ quý của chúng ta khắc cái đinh của tháng, cho nên là thiên can tương khắc sẽ có rắc rối va chạm nhẹ trong công việc, cần một chút bình tĩnh để điều chỉnh đó. Tuy nhiên địa chi thì chúng ta có nhóm tam hợp tỵ dậu sửu, tháng này là tháng tỵ mà, cho nên là có tam hợp. Như vậy tháng tư của các anh đó, nó sẽ vẫn bị mệnh tương khắc, vẫn là khó chịu, nhức đầu, đau bụng gì đó nhẹ nhàng, không có quá nặng nề. Tuy nhiên là thiên can của chúng ta quý nó khắc đinh thì chúng ta sẽ gặp rắc rối trong công việc, sẽ khó khăn, sẽ va chạm, sẽ có người chọc đầu này chọc đầu kia, nhưng mà với cái địa chi có nhóm tam hợp thì chúng ta sẽ có thể khắc chế nó, tức là có thể vượt qua nó, giải quyết nó một cách nhẹ nhàng, không có chuyện gì cả. Như vậy là tháng tư là một tháng có được cái tam hợp tỵ dậu sửu, có tam hợp thì hóa tam tai, nhưng mà nó chế hòa không nổi hai cái vậy. Mệnh của chúng ta bị tương khắc và cái rắc rối trong công việc, cho nên là tháng này các anh cần cẩn thận hơn
ha, nhiều thứ, chứ để mà không là sẽ có nhiều việc nó không tốt ha. Rồi đến tháng thứ năm là tháng Mậu Ngọ. Tháng này thì như thế nào? Tháng Mậu Ngọ thì mệnh là chúng ta mệnh mộc. Tháng Mậu Ngọ này là tháng hỏa mà, là mộc sinh hỏa, gọi là sinh xuất, bổn mạng của chúng ta sinh xuất sẽ bị yếu. Giống như các bạn, các anh cứ nghĩ nè, đi đẻ thì bà đẻ bà phải yếu chứ bà không mạnh được. Chúng ta phải sinh ra cái thằng hỏa, cho nên là chúng ta sẽ bị nó đốt, và đốt là nó như đã nói các anh là mệnh mộc. Tháng này là tháng cực hỏa, năm nay là hỏa nhiều, hợp hỏa mà. Đó, cho năm nay là năm hợp hỏa, cho nên là hỏa nhiều. Rồi, cho nên là dễ bị sinh xuất bản mệnh. Năm cái tháng này là cái bổn mệnh nên cần cẩn thận nhiều hơn là cái tháng bị tương khắc kia. Thiên can thì rất may cho các anh đó là thuộc ngũ hợp, mậu nó hợp quý. Đây là sự hợp đa lễ chủ về cái chữ lễ. Cho nên là cái việc sẽ được người giúp đỡ, sẽ được người hanh thông, có thậm chí là giới thiệu mình ứng cử một cái chức vị cao hơn, hoặc là có nhiều cái việc to lớn hơn để cho mình làm, cái vị trí tốt hơn cho mình làm, đó là điều rất tốt. Địa chi á, Sửu với Ngọ thì lại thuộc nhóm tương hại, hai con này là không có ở chung với nhau được. Tương hại ở đây á, được hiểu là sự cản trở nhau, khúc mắc. Cho nên là như đã nói á, thì tháng này chúng ta công việc tốt, cái vị thế tốt, nhưng mà cái địa chi này nó sẽ làm cho chúng ta cái sự rắc rối ở trong gia đạo và các mối quan hệ khác, nhất là mối quan hệ cấp dưới của mình. Cái tháng như ở trên tổng thể các anh đã nói là các anh phải cần đề phòng những người dưới và những người nhỏ tuổi hơn, người gạt mình, cho đây là tháng đó, tháng này là cả tháng đó. Bản mệnh chúng ta bị sinh xuất nữa thì những cái sao, cái tinh quân tốt của chúng ta nó sẽ bị yếu đi, và cái tinh quân xấu nó sẽ phát huy tác dụng. Mà cái tinh quân tốt của chúng ta đã yếu đi, nó không hỗ trợ cho chúng ta nhiều, thì các anh sẽ phải gặp rắc rối. Cho nên là các anh tháng này cần cẩn thận nhiều hơn. Công việc tuy được người ta giới thiệu đồ này kia, nhưng mà cũng phải cân nhắc cho rõ ràng, chứ không là tiền mất tật mang ha, sẽ có nhiều cái rắc rối với nhau. Tiếp đến là tháng 6, tháng Kỷ Mùi, tháng này cũng là tháng hỏa. Theo em nghiên cứu thì tháng này là tháng cực kỳ xấu đối với các anh, vì hỏa nhiều ha. Hai tháng hỏa liên tiếp thì nó sẽ tạo ra những cái bất đồng không thể nào mà nói được. Thì xét như thế nào? Mệnh thì chúng ta là mộc sinh hỏa, đúng không? Sinh xuất bổn mạng yếu không tốt. Cái thiên can á, chữ kỷ nó khắc quý. Kỷ của chữ Kỷ Mùi á, của tháng á, nó khắc cái chữ quý của chúng ta. Rất xấu cho công việc, nhất là việc giao tế. Địa chi á, thìn tức sửu mùi. Sửu của chúng ta với lại mùi là thuộc nhóm lục xung. Lục xung là mô tả cái sự đối chọi nhau, chống đối nhau. Như vậy đây là tháng ba cái chúng ta đều xét về 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 tử vi thì chúng ta đã bị tương khắc hết. Mộc sinh hỏa tương là đã sinh xuất, tinh quân yếu đi như đã trên đã nói. Kỷ nó khắc quý, cái kỷ của chữ kỷ của tháng nó khắc với chúng ta là công việc nó va vấp, nó sẽ làm rất có rất là nhiều điều nhức đầu cho các anh. Sửu với mùi là thuộc nhóm lục xung nữa, mà lục xung là gì, đối chọi nhau mà, nó sẽ tạo ra rất là nhiều khó khăn. Cho nên như đã nói ở toàn năm thì các anh đã cẩn thận vào giữa năm vì hỏa nhiều, và đây là cái sự cẩn thận nhất của tháng này. Tháng này chủ rất là nhiều sự rắc rối và đem lại cái phiền muộn cho các anh, cho nên các anh phải cẩn thận nhiều hơn, đặc biệt trong tháng này nha. Về sức khỏe, về gia đạo, về công việc, về mọi thứ, đây là tháng mà đặc biệt chú ý của tuổi các anh cho đối với năm Mậu Tuất 2018. Mong rằng là các anh phải nhớ điều này và ứng dụng nó cho tốt nhất. Như vậy trên đây là tử vi của năm Mậu Tuất và vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất đối với tuổi của các anh sinh năm 1973, Quý Sửu. Video đến đây thì cũng đã hoàn thành. Hy vọng rằng các anh có được cái thông tin tốt để ứng dụng cho cuộc sống của mình, mà để có tiền tài gia đạo hợp lẽ ha, có nhà lầu xe hơi, có mọi thứ mà các anh mong muốn ở trong một cái năm gọi là trung bình chứ không khá. Nếu như các anh thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi thì xin đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video clip tiếp theo của em về tử vi phong thủy năm Mậu Tuất đối với các tuổi, có thể là bạn bè, anh chị em và gia đình của các anh, các chị. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.